Hello, xin chào tất cả các con vợ và đầu gấu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với cái mức vốn gọi là siêu nhỏ anh em ơi. Mức vốn là 1,5 viên anh em nhé. Với 1,5 viên này thì chúng ta có làm ăn được gì không, có chốt lãi được bao nhiêu thì anh em hãy cùng theo dõi anh em nhé. Chốt lãi như thế nào. Bây giờ 7 cộng 1, 7 cộng 3 đều chẵn. Bình thường chẵn xỉu, tay đi chẵn tài, chẵn tài. Trả về cộng 1,1. Tay này không chạy 1,1 anh em nhé. Mình sẽ đi ngược xu thế này này. Ma xui quỷ khiến bấm vào vào tài chứ. Kệ đi. Mình lựa chọn tay này chạy xuống xỉu nhá. Không chạm một được tay này. Lựa chọn tay này vào xỉu. Để xem là có đúng như mình phân tích hay không. Bởi vì nếu mà chạy một một thì nó chạy nhiều rồi. Hay đường cầu trước nó chạy một một tương đối dài rồi. Tay này thì chạy một một nữa rất là khó. Đấy. Anh em thấy chuẩn đét không? Chơi chúng ta phải phân tích kỹ càng. Chơi phân tích kỹ càng anh em nhá. Đấy. Chơi chúng ta phải phân tích kỹ càng. Ví dụ như tay này mình sẽ vào tay trước nhá. Tay này anh em nhìn này, chỉ bê tài bê xỉu đến ba tay, hai ba tay. Thì tay này mình sẽ tiếp tục vào xỉu này. Tay trước được 5 lít đúng không? Và tay này vào luôn 5 lít. Đấy, vào luôn 5 lít. Để xem là cái xu thế này mình bắt nó có chuẩn hay không thì anh em hãy cùng theo dõi nhá. Đôi khi anh em chơi chúng ta phải đi ngược số đông anh em nhé, bởi vì suy nghĩ của số đông thì nhà cái cũng biết đấy. Nên đôi khi mà anh em chơi anh em không tinh ý nhá, anh em bị nhà cái lừa ngay. Không, bị nhà cái lừa ngay, chơi anh em phải tinh ý mà. Mình đi chơi lúc nào cũng phải là ngược xu thế luôn, ngược số đông luôn. Không chơi đại trà, ok chưa anh em? Ok chưa? Không chơi đại trà. Không chơi đại trà anh em nhá. Rồi. Tiếp tục này. Sự với anh em là vừa rồi là có quét mã QR rồi, nhưng mà tiền nó chưa lên thì mình thử thách luôn cái số vốn nhỏ đấy. Lúc hôm qua thì có ông bạn ông hỏi vay mình thì sáng nay thì cần và cần gấp, hỏi vay và sáng nay cần gấp thì mình rút ra mình cho mượn thì bao giờ xong giả luôn, chắc là gọi là đầu tư gì hay là cứ tóm lại là xoay sở kiểu gì mà cần gấp xong giả luôn thì mình bảo ok, nó có chuẩn chết thì cứ vay thôi. Thì bảo là tí nữa quét mã QR cho tao, thì là vừa quét rồi bây giờ tiền chưa lên, thôi kệ đi. Đấy, hy vọng là tiền nó lên chậm để mình xem là mình thử thách cái số vốn nhỏ được bao nhiêu. Ok luôn anh em ơi, rực rỡ luôn này. Đấy, rực rỡ luôn anh em ơi. Làm lụm lúa luôn này. 2,9 viên rồi. Tiếp tục này. Tay này vào nhỏ nhá anh em nhá. Đấy, chiến thuật anh em phải hiểu không? Chiến thuật thế thế. 1,5 viên nhá, nói thật với anh em nhé, 1,5 viên. Với cái mức vốn 1,5 viên anh em chỉ cần chốt lãi cho mình mỗi ca 2 đến 3 thôi nhá. 2 đến 3, 2 bên 3 lít thôi, chỉ cần 3 lít thôi. 3 lít là ok rồi. Đấy là đối với những anh em vốn nhỏ, vốn sinh viên, học sinh sinh viên. Anh em chỉ cần cho mình như thế thôi, 2 đến 3 lít, không cần phải nhiều. Anh em hiểu không? Cần gì nhiều đâu. Đấy. Anh em chơi nhá. Anh em cần phải lưu ý là mình đang ở đâu, mình như thế nào nó. Mình là sinh viên thì mình chỉ cần mỗi ca 3 lít, ngày 3 ca, đúng không? Là chúng ta có 9 lít. 9 lít anh em tháng 9, 3, 2, 7, anh em 27 củ. Sinh viên như thế là quá căng rồi đúng không? Rồi, thành công rực rỡ tiếp này. Ui dồi ôi, lên 3 viên rồi, lãi được 1,5 viên rồi anh em ơi. Lãi được 1,5 viên rồi. Tiếp tục này. Cứ thế mà chiến đấu thôi đúng không? Theo cầu thì sống mà chống cầu thì chết, các cụ đã bảo rồi. Xem bên này có vớt vát được gì. Ui ui chết, chết, nhầm. May anh em nhé, tay này định vào 1 lít ở bên này, theo cái xu hướng cầu này xem là ok hay không. Đấy, không sao anh em nhá, vẫn cứ tiếp tục chiến chiến đấu thôi.
Bây giờ là mình đang có lãi rồi không? Mình phải đánh nhỏ dần đi. Đấy. Chứ anh em phải biết giữ lãi của mình. Rồi, chính thức gãy cầu nhá. Chính thức gãy cầu. Chính thức gãy cầu đấy, anh em mình thấy tỉnh táo không? Tại mình đánh to nữa thì có mà mẹ vứt tiền xuống sông xuống biển. Đúng không? Đánh to vào đấy nó vứt tiền xuống sông xuống biển luôn. Đấy, tao này đánh 2 lít thôi. 2 lít thôi anh em nhá. Tay này đánh 2 lít thôi. Ok, xem nào. Không hồi. Không hồi anh em ơi. Không hồi rồi. Như vậy là mình đang bị thua ra rồi. Đấy. Thua ra rồi anh em nhá. Thua ra mất mấy lít rồi. Thì bây giờ mình thật tỉnh táo anh em nhá. Mình sẽ chấp nhận. Bây giờ mình đánh nốt tay này. Một tay hồi xỉu. Đấy. Được thì chốt lãi. Mà thua cũng chốt lãi luôn anh em nhá. Đấy. Thua thì mình sẽ chốt lãi một viên. Đấy. Vốn bắt đầu mình có một viên rưỡi. Rồi. Như vậy là mình đã mấy tay rồi, mình mất mấy lít rồi anh em ạ. Mất tổng 5 lít anh em nhé. Thì anh em chơi. Đấy, mình biết cái điểm dừng của mình. Đây là video này mình chia sẻ anh em là biết điểm dừng của mình. Như vậy là với số vốn một viên rưỡi mình chốt lãi được một viên. Đây lên 2 viên rưỡi. Vậy thì anh em chơi khi mà anh em cảm thấy cầu đen đấy, như mình vừa rồi mình đánh mấy tay, 3 tay. Đấy, mỗi tay 100 200 thua. Dừng lại luôn anh em nhé để giữ cái số lãi của mình đang có. Đấy, vừa rồi mình lãi 1 viên rưỡi, mình đánh mất 5 lít rồi đấy. Ok, mình sẽ chốt lãi và dừng video đây anh em nhé. Anh em xem video của mình cảm thấy hay, cảm thấy cái điểm dừng của mình nó ok thì anh em cho mình một like và đăng ký kênh mình chia sẻ anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.